Chào cả nhà, tụi Linh đang trên đường đi tới thành phố Amsterdam, là một cái thành phố nhỏ thôi ở miền bắc của Hà Lan. Nó nằm trên con sông là Amstel, rồi cái chữ ven trong này á, nghĩa là bùng á mọi người, bùng bùng mềm mềm của mình á. Thì tụi Linh đi tới đây á, là không có mục đích gì lớn lao hết, chỉ là đi ăn ở một cái nhà hàng Hàn Quốc của người Hàn Quốc nấu. Cho nên đàn rất là háo hức nè. Tụi Linh đặt nhà hàng là 5 giờ rưỡi, sớm đó. Nhưng mà tụi Linh còn tới sớm hơn nữa, tại chủ yếu là cũng muốn đi vòng vòng chơi á mọi người. Thì phát hiện ra là gần cái chỗ ăn có một cái công viên kiểu Nhật, nên vào đây đi vòng vòng giết thời gian, với lại cho tụi nhóc vận động nhiều nhiều một chút trước khi ăn để cho tụi nó ăn nhiều. Mọi người thấy không, đây là mấy cái sọ của mấy con chim nè, hoặc là con thỏ rồi đó. Linh không nghĩ mùa này lại có hoa đào đâu nha mọi người. Chắc tại vì năm nay thời tiết còn ấm, cho nên hoa đào nghĩ là sắp đến mùa xuân thay vì là sắp đến mùa đông. Mọi người có để ý không? Khi mọi người theo dõi cái clip của Linh á, thì mọi người sẽ thấy là đất nước Hà Lan rất là yên bình, không có nhộn nhịp như những cái đất nước khác. Thì cũng đúng thôi, tại vì đất nước này á, là bằng phẳng mà, cho nên sẽ không có những ngọn đồi hoặc là những cái lâu đài đồ sộ. Tuy nhiên mình chưa có khám phá hết đâu, từ từ đi ha, rồi Linh sẽ cùng mọi người tham quan nhiều cảnh ở Hà Lan hơn nữa. Chắc mọi người không nghĩ ra chỗ này để làm gì đâu ha. Đây là nơi treo đồ của những người vào công viên chơi đó, rồi họ đánh rơi thì người ta lượm được, người ta treo ở đây để cho những người đánh mất dễ dàng tìm thấy. Đây chính là con sông Amstel nè mọi người. Thấy nó cũng yên bình ha. Thì thường những dòng sông ở Hà Lan rất là phẳng lặng. Mọi người có thấy không? Nãy giờ thì Linh thấy là trên cái dòng sông này nhiều người, rất là nhiều người chơi chèo xuồng á. Nhưng mà Linh không biết tên của cái trò này là gì hết. Thì thường ở Hà Lan, tất cả mọi người ở Hà Lan, sinh sống ở Hà Lan đều biết bơi hết. Và họ rất là thích những môn thể thao ở trên nước. Thể thao nước, đúng không? Gọi là thể thao là water sport á. Thì mọi người chơi rất là nhiều. Nhưng mà Linh mùa này nha, Linh không dám chơi tại vì lạnh quá. Linh sợ mình té xuống nước á, thì sẽ bị cống. Đây là một nhà hàng của Hàn Quốc nha. Linh cũng không có nghĩ là cái khu vực này có rất là nhiều nhà hàng luôn. Tại vì Linh ở xa chỗ này, cho nên có một lần bạn Linh đi ăn thì nói là chỗ mấy cái nhà hàng Hàn Quốc này ngon. Rồi Linh hỏi và Linh nghĩ là chỉ có một cái nhà hàng thôi. Ai ngờ ở đây có nhà hàng Nhật nè, nhà hàng Hàn Quốc nè. Cái nhà hàng này không phải là nhà hàng tụi Linh vào ăn tối nay. Linh đi ăn ở cái góc bên kia để cho mọi người xem nha. Ở đây có một dãy nhà hàng luôn. Linh thấy là hồi nãy lúc mà ghé vào đầu tiên á,
Linh thấy có nhà hàng Việt Nam nữa đó. Chắc là sẽ hẹn bạn lần sau đi khám phá hết cái dãy nhà hàng này luôn. Đây là hàng Nhật nha. Giờ này sớm quá, chưa có ai vào hết. Ồ, cũng rộng ghê á. Wow, không biết của Nhật thật hay là của người Trung Quốc. Còn đây là nhà hàng tối nay Linh sẽ đi ăn. Kế bên đó là cũng một nhà hàng Hàn Quốc nữa nha. Rồi kế bên đó là nhà hàng Việt Nam nữa đó. Đây là menu của họ. Hơi khó thấy ha. Nhưng mà mọi người có thể lên website của họ coi. Linh sẽ post website sau nha. Đây là bên trong nhà hàng. Tụi Linh đến lúc này là vừa mở cửa cho nên vắng khách. Nhưng mà cái bàn bên kia thì có người rồi, cho nên Linh không dám quay. Đó, mọi người nghe tiếng họ nói chuyện không, là họ đang trao đổi về cái menu á, mà Linh không dám quay tại vì thì bất lịch sự. Ra món rồi đây. Linh đang tò mò đây tại vì đó giờ Linh chưa có ăn đồ của người Hàn Quốc mà của người Hàn Quốc nấu. Đây cảm ơn. Giờ Linh thử nha cả nhà. Ăn thử kim chi của người Hàn Quốc làm. Nhà quê thiệt á. Từ đó giờ á, Linh đi ăn cũng nhiều nhà hàng, cũng thử mấy món nhà hàng của mấy món của Hàn Quốc rồi. Nhưng mà chưa bao giờ Linh vào nhà hàng của người Hàn Quốc Linh ăn hết á. Họ ra món mới nữa. Của con đúng không? Wow. Con lại ăn kim bắp. Còn cái này làm chua. Ngon quá đi. Ok. Giòn ơi là giòn luôn. Mọi người muốn thử nhà hàng Hàn Quốc, món ăn Hàn Quốc của chính người Hàn làm á thì thử ở đây nha. Giờ Linh ăn hết cái này. Cho mượn một cái này đó. Cho mượn cái này xem. Cái này là bánh kim chi. Để anh mình chút xíu ở đây người ta sẽ không. Bánh này cũng ngon nhưng mà hơi nhạt. Họ có để chấm nước tương nữa. Đây là toàn bộ thức ăn mà tụi Linh đã đặt đây. Mình thấy nhà hàng Hàn Quốc này ngon lắm. Mọi người có đến đây á, có đến khu vực này thì ghé ăn thử nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi clip của Linh. Và cũng gửi lời cảm ơn đến em Quyên, chủ tiệm Toko Nako Studio ở Hiệu Vi Sâm đã giới thiệu chị tới đây ăn. Cảm ơn và chúc mọi người một ngày thật vui. Nhớ subscribe cho Linh nha. Đừng unsubscribe, Linh buồn lắm luôn.